Xin chào các bạn. Tiếp tục với nội dung về biến thể cờ vua. Hôm nay mời các bạn đến với biến thể có tên gọi là XXL Chess. Đây cũng là biến thể mà được rất là nhiều các bạn yêu cầu mình làm. Nghe tên đã thấy to rồi đúng không? Bình thường thì quần áo chỉ mặc đến cỡ L hoặc là XL đã là to rồi. Đằng này tận XXL thì chắc hẳn là phải to lắm. Và đúng là như vậy. Các bạn có thể thấy bàn cờ thể loại này không? Nó không phải là một hình dụ vuông 8x8 như là cờ tiêu chuẩn, mà nó là 14x14, tức là số ô không phải là 64 ô, mà lên tận 196 ô. Đúng là rộng thật. Và thể loại này thì các bạn có thể thấy là không có quân hậu, nhưng mà lại có rất là nhiều quân mã. Đấy, thấy chưa? Về xe mã tượng, tốt và vua, thì các nước đi như cờ tiêu chuẩn, không có gì khác biệt. Tốt lên được hàng ngang thứ 8 thì vẫn có thể phong cấp thành hậu. Giờ thì chúng ta xét các quân mã đặc biệt. Đầu tiên là quân này. Nó được gọi là hawk, có nghĩa là diều hâu. Và cách đi của nó là sự dung hợp giữa quân mã thông thường và quân tượng. Các bạn nào mà đọc bộ truyện Vua Trò Chơi Yuji rồi thì biết, dùng lá bài dung hợp có thể kết hợp hai lá bài thường thành một lá bài mới, có sức mạnh của cả hai lá bài cũ. Và loại biến thể này cũng vậy. Mã diều hâu là sự dung hợp của mã và tượng, có thể đi như một quân mã hoặc một quân tượng thông thường. Tiếp theo là quân này. Nó được gọi là camel, tức là con lạc đà. Nhìn cái đầu thì cũng đã thấy giống con lạc đà rồi. Và cách đi của nó thì giống quân mã bình thường, tức là hình chữ L, nhưng mà lại dài hơn một ô, tức là chữ L này sẽ dài hơn bình thường. Tiếp theo là quân này. Nó là quân mã nhưng mà lại mọc thêm cái hình vua ở lưng. Nó được gọi là general, có nghĩa là tướng quân. Nó là sự dung hợp nước đi của vua và mã. Ngoài di chuyển như con mã, nó còn có thể di chuyển như con vua. Tương tự thì quân mã mà trên lưng lại mọc thêm hình con hậu, có nghĩa là nó có thể di chuyển như mã hoặc là hậu. Đây chính là quân powerful nhất trên bàn cờ. Nếu như hậu bình thường giống như là siêu Saiya thì quân mã này phải gọi là siêu Saiya cấp 3. Và nó có tên là Amazon. Quân cuối cùng, phần trên là quân mã, nhưng mà phần đế là cái mỏm đầu của quân xe. Nó là sự kết hợp nước đi giữa mã và xe. Và có tên gọi là Elephant, tức là con voi. Ngoài ra biến thể này cũng vẫn có thể nhập thành như cờ tiêu chuẩn. Mỗi tội là vua thì phải di chuyển rất là xa. Rồi, sau khi đã tìm hiểu sơ qua như vậy thì chúng ta cùng chơi một ván biến thể này. Với bàn cờ rộng như thế này thì hứa hẹn là oánh rất là lâu thì mới hết ván được đây. Rồi, ván này mình được cầm quân trắng đi trước. Đẩy tốt lên đây xem nào. À, đối thủ lên con mã này là con hậu mạnh. Mình đẩy tiếp quân này nè. À thế con này của nó ăn được con tốt này của mình nhỉ? Quên mất đấy. Ăn được con tốt này của mình thì mình lên đây chặn đây. À, ăn luôn à? Ghê nhỉ? Ăn lại. Đổi hậu à? Đổi mã hậu chứ không phải đổi hậu. À, con xe đấy lên à? Đi ăn vào đây à? Mình lên đây đây. Thích thì đổi tiếp. Ăn đấy à? Ăn con này đi. Nào, giờ đánh thế nào? Đi con lạc đà. Đẩy con này đây. Đẩy con này lên đây. À, chiếu à? Kinh nhỉ? Cản chiếu này. À, lại con lạc đà lên nữa. Lên đây đây.
Thôi thì cứ tìm cách nhập thành cho nó an toàn. Lên tiếp con mạng này đây. Lên đấy. Lên đấy thì ăn luôn nhỉ. Có bị con nào đâu. À đâu, ăn được nhỉ. Ăn đây. Ăn một tí, ăn luôn con tốt này này. Đấy. Ăn tiếp con tốt này nhỉ. Cũng được. Có vấn đề gì đâu mà. Lên đấy à. Đấy thì ăn tiếp con xe này nhỉ. Ăn xe đi. Mình còn lạc đà ở đây à. Thế mình ăn tiếp con tượng vào đây được nhỉ. Không vấn đề gì. Ăn lại. Hey. À đấy à. Đấy thôi, mình cứ để con này của mình ở đây thôi. Mình cũng lên con lạc đà ở đây đấy. Định ăn vào đây chiếu à? Ấy là kinh nhỉ. Ăn vào đây chiếu thì mình lên đây đây, chặn lại. Đấy chiếu thì mình ăn lại. Ui giời, đơn giản. Tưởng thế nào. Chiếu đây à? Ê, ăn tiếp đây. Ui giời ơi. Đánh đấm thế này. Chết. Đấm thế này. Lên tượng đấy à? À lên con lạc đà ở đây đây. Ui à. Gì mà đánh nhanh thế. Bánh kinh thế. Đây, đuổi con này đi. Lại làm cái gì nữa đây. Lên tiếp con mã ở đây xem nào. Rồi. Ăn à? Ô. Ăn. Dùng con lạc đà ăn cho nó máu. Chơi anh nhỉ. Chú tuổi gì? Nhập thành cái nhỉ? Sao lại không nhập thành được? À, tại vì vua mình ăn rồi. Vua mình ăn mất con hậu của nó lúc ban đầu rồi, cho nên là không ấy được. Lên tiếp con tượng ở đây đi. Nó ăn tốt này của mình. Định ra đây à? Ra đây thì có làm gì được đâu nhỉ? Mình cứ ăn đây, chiếu phát. Nhỉ? Ăn chiếu phát thì có làm gì đâu. Chạy ra đấy được rồi, chiếu mở bắt mã cái nhỉ? Ra đây, bắt lấy con mã. Rồi, ăn mã đây. Rồi, vấn đề gì đâu. Nghĩ à? Đang suy nghĩ à? Nghĩ ngợi gì? Thua đi chứ còn nghĩ ngợi gì? Hay bây giờ bắt đầu cờ thoáng thoáng thì mình đi phóng hậu nhỉ? Được, phóng hậu cũng là một ý kiến hay. Nghĩ lâu quá nhỉ? Lâu thế em ơi. Lâu quá. Nhanh nhanh người ta còn đánh ván khác chứ. Hay là lại chơi trò ấy đây. Có khi khả năng lại chơi trò disconnect với mình rồi. Cũng là toàn các thanh niên bựa nhân. Khả năng nó chơi trò disconnect rồi. Ok. Như vậy là mình đã thắng ván này đấy. Mình cũng vừa mới chơi qua để minh họa cho các bạn hiểu rõ thêm về cái thể loại biến thể XXL này. Bàn cờ rất là rộng. Luật chơi với các nước đi của các quân thì cũng khá là có nhiều mới lạ. Và nếu mà hai đối thủ mà ngang cơ mà chơi cái bàn cờ rộng như này thì chắc là còn lâu lắm thì mới xong được. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.